những kỷ niệm thời thơ ấu con gà đứt mỏ vẫn mọc lại được. Trên 20 năm, tôi đã từng trải qua thời tuổi trẻ ở Việt Nam Cộng Hòa. Tôi từng chơi bắn bi, tạt lon, năm 10, bịt mắt bắt dê, đá banh, tạt hình, đánh đáo, đánh lộn, nuôi gà. Lúc đó khoảng 12 tuổi, tôi đã từng nuôi một con gà mái nổi rất tội nghiệp vì nó chạy ra chợ ăn cướp thịt nên bị bà thăng bán thịt vung một dao, đứt lìa cái mỏ, cả mỏ trên và dưới. Người ta bảo tôi mần thịt nó đi, không có mỏ nhọn làm sao mổ thóc được. Tôi không đủ can đảm làm chuyện đó, nhưng tôi tin tưởng nó vẫn có thể sống được. Dù không có mỏ, ngày ngày tôi kiên nhẫn chăm sóc nó, banh miệng nó ra thảy vào vài muỗng lúa, rồi vỗ thêm vài muỗng nước sáng cho nó ăn một lần và chiều cũng một lần. Khoảng chừng 2 đến 4 tháng sau, bạn có tin không, đôi mỏ con gà được mọc lại và nó có thể tự đi kiếm ăn như xưa. Sau này nó đẻ trứng rồi ấp nở cho tôi 12 chú gà con đẹp tuyệt vời. Nhưng chẳng may tôi đã vô tình giết chúng. Số là tôi khám phá ra con gà mái nổi này bị mạc cưa, giống như loại trí bọ sống bám trong lông, trong cánh của nó. Thằng bạn tôi cũng vô tình cho tôi một gói nhỏ đựng bột trắng rồi nói: mày dùng thử thuốc diệt muỗi DDT này coi, biết nó độc. Tôi dùng số lượng rất nhỏ cho vào lông và cánh của nó. Chỉ 1-2 ngày sau, cả bầy lăn đùng ra chết. Gà ngứa thì hay vỗ cánh, vỗ cánh thì nó và đàn con của nó hít phải vào. Tôi buồn lắm, muốn đem chôn nó, nhưng khi xách con gà đi ngang xe bán phở, chú bán phở xin nó để mần thịt, thế là tôi trở về tay không. Tuổi thơ của tôi, phải nói là một vùng trời kỷ niệm, dù có thiếu thốn, nhưng tôi vẫn coi Việt Nam như một thiên đàng rất đáng sống nếu không có cộng sản cai trị. Qua bên Mỹ này, dù mọi thứ đều có đủ, cũng có Thanksgiving, Christmas, New Year, tôi vẫn không hưởng lại được sự hạnh phúc của những ngày xưa thân ái. Tuổi thơ của tôi về tình yêu và dế cách đây 56 năm. Tôi bắt đầu đến trường học những ngày đầu tiên ở trường tiểu học Võ Tánh, trường công lập không phải tốn tiền. Võ Tánh là một vị tướng tài của Việt Nam. Tôi còn nhớ ông nội và tôi đã thức dậy từ 5 giờ sáng và ông nội đã dẫn tôi đi ghi danh nhập học. Tôi nhớ người ta xin cho con nhập học đông lắm. Thời đó chưa có sắp hàng thứ tự, nên bức tường bao xung quanh trường đã bị nhiều người xô sập. Có lẽ tôi là người may mắn sau cùng được nhập học. Trường Võ Tánh nằm trên đường Võ Di Nguy, nay là Nguyễn Kiệm. Tôi nhớ đi từ ngã tư Phú Nhuận rồi đến rạp hát Cẩm Vân, rồi mới tới trường Võ Tánh, rồi mới tới chợ Phú Nhuận thẳng lên đường Hai Bà Trưng. Tôi nhớ rất rõ, trước khi đi vào trường, bên phải có ông già bán dế đá, gồm dế trống, dế than và dế lửa. Có tiền bao nhiêu tôi cũng đầu tư vào dế, vì rất mê đá dế, gọi là đá bắt xác. Có nghĩa, khi dế của mình thắng, mình sẽ làm chủ luôn con dế của đối phương. Mua dế rất dễ, chỉ cần xé hai tờ giấy tập gấp lại thành cái hộp giống hình chiếc xe tăng, rồi đục lỗ ở giữa hộp, thổi một hơi mạnh vào lỗ. Thế là có ngay cái hộp đựng dế chỉ trong một phút. Dế chẳng thế leo ngược lại lỗ để thoát ra ngoài. Bàn tiểu học là một băng ghế dài, nhiều học sinh có thể ngồi chung một bàn. Dưới bàn có hộp đựng sách, cặp táp hay hộp dế. Có lần con dế tôi nó cứng đầu, cứ chục chục rét rét, dù tôi đã nhiều lần lắc hộp cho nó phải im lặng nhưng nó vẫn phản động. Cuối cùng, cô giáo của tôi nghe được cảnh cáo tôi không được mua dế đem vào lớp và bắt tôi phải quỳ gối về tội làm phiền cả lớp. Sau này, khi học lớp đệ tứ, lớp 9, tôi cũng bị một cô giáo gọi lên mà không thuộc bài. Cô bắt tôi phải xòe bàn tay ra để mà gõ bằng thước kẻ, đau lắm. Tôi nói lém ngay, em bị đau tim, có gì cô chịu trách nhiệm. Thế là tôi đã không bị đánh, nhưng cô bắt tôi phải quỳ gối. Tôi ngồi ở bàn đầu, tôi chạy nhanh đến bàn, xé ngay quyển tập hai tờ giấy, nghe, dẹt. Dẹt dùng để lót hai cái đầu gối cho khỏi bị dính phấn. Thế là cô giáo quát ngay, em đi ra khỏi lớp ngay, tôi đuổi em. Quá sướng, tôi khỏi bị quỳ, tôi cầm cặp sách đi ra khỏi lớp ngay.
Bạn bè Hồ Ngọc Cẩn Trung lớp tôi thường hay nhắc lại câu chuyện này mỗi khi chúng tôi gặp mặt nhau ở San Jose, California. Cô giáo này dạy công dân, dữ lắm, khẻ tay biết bao nhiêu học sinh. Có tôi là không bị khẻ. Tuần sau tôi vẫn tiếp tục đến lớp, cô giáo vẫn vui vẻ với tôi như không có chuyện gì xảy ra, trái đất vẫn tiếp tục đều đều xoay quanh mặt trời, không có gì mà ầm ĩ. Trở lại trường võ tánh đầy kỷ niệm. Tôi nhớ rõ thằng bạn tôi tên Hồ Chí Bình, sống trong hẻm gần ngã tư Phú Nhuận. Tôi và Bình chơi giỡn đánh lộn thế nào mà nó bị tôi đá chảy máu cái củ cải. Thế là má của tôi và má của Bình được mời đến trường để gặp cô giáo. Không ngờ sau này tôi và Bình trở thành đôi bạn thân. Nó cũng học chung trường luyện thi Đệ Thất Hoài An gần Phở Quyên. Được dạy bởi thầy Y Phương và thầy Dũng. Lúc đó trai và gái cùng học chung một lớp, Bình và tôi cũng học chung tại đây. Lúc đó không biết tại sao tôi đã bắt đầu biết yêu. Tôi đã yêu thầm một cô gái cùng lớp tên Nguyễn Thị Thu Hương. Tôi lúc nào cũng mong đợi gặp nàng mỗi ngày chỉ để nhìn, để ngắm. Mà chẳng biết nói lên một tiếng nào. Lúc đó tôi nhát gái lắm. Nếu như có nói chuyện với nhau, có lẽ trái tim tôi nó lọt ra khỏi lồng ngực mất. Về đến nhà tôi hay cầm cây nhang, cũng được gọi là hương. Rồi miệng cứ lẩm bẩm hương, hương, sợ nếu như mấy người lớn biết là xấu hổ lắm. Nguyện cứ giữ kín mãi tình yêu một chiều trong lòng. Tôi nhớ lúc tất niên, hương có lên ca. Trong lúc đó tôi nằm dài cuối lớp để tránh nhìn mặt nàng, chẳng biết tại sao nữa, cảm thấy xấu hổ vì biết yêu, có lẽ thế. Sau này, tôi có gặp hương tại hồ tắm Chi Lăng. Tôi có dò theo và biết nhà nàng ở đường Nguyễn Huệ Thích, Quảng Đức sau này, nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa bao giờ được nói một lời nào với nàng. Người ta gọi là yêu thầm, yêu đơn phương đấy. Chỉ biết là thương thương lắm lắm ở trong lòng. Tôi muốn trở lại câu chuyện dế. Lúc đó, có lẽ vào năm 1961, năm 1962, tự nhiên cả xóm cư xá tôi đi bắt dế cơm. Nhiều kinh khủng luôn, nhà nào cũng bắt được cả thùng thiết dế cơm. Dế cơm bự gấp đôi con dế đá. Chân dế cơm búng rất mạnh, nhiều khi bắt rết cơm hay bị chảy máu tay lắm vì chân dế cơm có gai cứng lắm. Dế cơm chẳng bao giờ biết đá, chỉ làm mồi cho bợm nhậu mà thôi. Tôi nhớ có lẽ trong cuộc đời tôi, món dế cơm lăn bột bỏ hột đậu phụng vào trong bụng rồi chiên giòn là ăn ngon tuyệt đỉnh. Má của tôi đã làm như thế. Mùi vị dế cơm rất thơm, cái béo của hột đậu phụng hòa với thịt dế cuốn với rau sống, chấm vào nước mắm làm với chanh đường tỏi ớt cho thật cay. Có lẽ sẽ làm bạn ngây ngất không bao giờ quên. Họ hàng nhà dế còn có dế đầu thầy chùa, dế chó và dế nhủi nữa. Phân biệt con trống và mái rất dễ. Con trống đầu to cánh nhăn nheo. Đít không có cây kim dài, còn con mái thì ngược lại. Có một lần tôi bắt được một con dế mái, bụng mập lắm, có chữa. Có lẽ trên đời chẳng có ai mà đi mua dế mái, vì nó nhiều lắm, chẳng ai muốn bắt nó. Thế là tôi xây một hộp giấy các tông, tôi đổ cát vào tạo hang cho một cặp vợ chồng dế trống và mái sinh sống. Tôi chú ý con trống khi gặp mái cứ kêu chục chục. Rồi tự động con mái leo lên mình con trống tự động cong đít lên, truyền một cục khí trắng, cục đó cứng lắm, dế trống nào cũng có, vì tôi tò mò lắm, khi nó chục chục thì nặng cục trắng ra. Coi như con dế bị trở thành thái giám đấy. Vài ngày sau, dế mái bắt đầu đâm kim xuống đất. Mỗi lần đâm có khoảng 9, 10 cái trứng trắng chạy dọc theo cây kim tẻ ra làm hai mảnh mà chính mắt mình thấy.
Vài ngày sau, hộp các tông của tôi đầy những dế con nhỏ xíu hà. Sau này, tôi biết một sự thật kinh hoàng lắm. Con dế mái rất dữ đã ăn thịt con dế trống. Chỉ thấy đầu cánh và sáu chân còn lại. Cái bụng bị mất tiêu. Lạ thật, dế mái hoàn toàn không biết đá. Dù bạn có dùng cây giái cột với tóc ngoái vào đầu dế mái nó cũng không nhe càng. Còn dế trống luôn luôn nhe càng khi bạn giái tóc vào mặt nó. Tôi nghĩ có lẽ dế trống thương vợ nên nó sẵn sàng hy sinh thân xác cho vợ nó xơi.